Top những kiến thức lựa chọn thiết bị vệ sinh, chất lượng và tối ưu chi phí. Top 1 lựa chọn tại Tứ Tinh Tế. Tại vì sao tôi nói như vậy anh chị? Tại vì á khi mà cô chú anh chị chúng ta lựa chọn thiết bị vệ sinh, chúng ta sẽ lựa chọn nhất là bồn cầu nè, chậu rửa mặt nè, cây sen tắm, vòi nước, bồ xả, ABCD các kiểu luôn ha. Nhưng đặc biệt nhưng đối với em Tứ Tinh Tế thì tớ sẽ luôn lựa chọn những bộ trong nhà tắm đó chị, gói gọn trong một từ nhất là combo nhà tắm thôi. Nhưng tùy theo giá và tùy theo phân khúc cô chú anh chị mình lựa chọn và mong muốn giá thành như thế nào thì em tới sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của cô chú anh chị mình trong tầm giá và phân khúc bao nhiêu tiền anh chị ha. Nhưng đặc biệt hơn nữa là cái video ngày hôm nay nè, em tới sẽ lên cho cô chú anh chị mình á với cái combo giá chỉ là 6.900.000 đồng thôi, nhưng đầy đủ hết trang thiết bị trong nhà tắm của mình luôn nha, và đáp ứng đầy đủ công năng cô chú anh chị mình mong muốn luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chi tiết thôi, bắt đầu thôi. Chỉ với 6.900.000 đồng thì cô chú anh chị mình hết đầy đủ hết tất cả các mọi thứ ở trên trước mặt cô chú anh chị mình đang xem này ha. Thì đầu tiên mình sẽ đến với là cái bồn cầu ha. Bồn cầu đương nhiên lúc nào mình cũng có rồi. Đây là một cái bồn cầu kiểu dáng bịch liền khói, có chế độ xả tiểu và xả đại là 3 lít và 6 lít đó, dòng xả sấy là xả sấy hai cửa, kết hợp đó là một cái trợ lực đẩy nước giúp mình xả xi nhanh mạnh hơn. Chế độ xả sấy hai cửa anh chị ha, ron chống mùi, nắp đóng im giảm chắn không gây tiếng ồn. Bồn cầu bảo hành mình phần xứ là lên đến là 20 năm. Bộ xả phụ kiện bên trong á thì bảo hành cho anh chị mình là 5 năm ha. Bên ngoài nè, đó, bên ngoài cái dán bịch này khói mình thì dễ dàng vệ sinh lau chùi. Tâm cái lỗ bồn cầu thì tất cả dòng cầu chúng ta từ phía sau tường này đến tâm lỗ xả đều là 30 cm hết anh chị ha. Rồi mình sẽ bỏ qua cái phần bồn cầu này, nhưng là mình sẽ có đầy đủ dây xịt inox này anh chị ha, và anh tê đủ cho mình hết nha. Rồi, tiếp theo á là mình sẽ có một cái bộ bàn đá 2 tầng. Bàn đá này á là bàn đá màu nhám này, chống chày anh chị ha, màu đen. Chống chày cho cô chú anh chị mình ha, mình cạ rửa không chày luôn. Bên trong á là phần sứ tràn viền liền lạc này, không có góc cạnh ha, không có điểm chết, để mình sẽ dễ dàng vệ sinh lau chùi hết tất cả mọi thứ nè. Đó, men là men nano chống bấm bẩn. Mặt đá này thì mình có tầng trên nè, đó, tầng dưới luôn. Mình có thể để đồ được anh chị ha, để đồ thoải mái cho mình luôn nha. Rồi. Gương á thì là gương á là gương là chế độ ba chế độ màu là có thước là 70 nhân cho 50, chiều ngang là 70 cho mình là bằng với cái mặt đá mình là 70 nhân 45 luôn. Chế độ cảm ứng là ba màu mình nè, nó mình chạm cái mình chuyển màu cho em tới ha. Đó, mình thích màu nào mình chuyển màu qua. Ở đó bảy chế độ màu cho mình ha. Rồi, cái vòi á là vòi nóng lạnh cho anh chị mình nè, đó. Vòi bóng nóng lạnh mình nè, đó. Cái vòi này mình thôi xây lên mình rửa mặt được nè, đó, xây lên xây xuống được nè, nó xây 360 luôn ha. Cụm vòi nè, đó, xây 360 luôn nè, mình rửa mặt cho nó thoải mái luôn nè. Rồi. Còn thoát nước á là mình sẽ có luôn cái bộ xả thoát nước cho mình, đầy đủ cho mình luôn anh chị. Tiếp theo á là mình sẽ có một cái cây sen bóng nè, đó. Cây sen bóng này thì mình sẽ có được là ba chế độ cho mình á. Đầu tiên á là mình ra cái hướng sơ phía dưới nè, hướng sơ cái cần này hay gấp gọn ngân bên này anh chị, nó gấp gọn qua lại được hết ha, nó gấp gọn qua lại được, mình muốn xài mình kéo ra, không xài thì mình đẩy nó vô cho em. Rồi, mình cái nấm bạn này mình chuyển cái độ lên cho em tới đó, mình chuyển cái độ lên cái tay sen nè, tay sen này mình có chế độ để mình gạt qua lại được nè. Rồi ha, cái cuối cùng á lên một cái bát sen to trên đây để mình tắm, nước chảy xuống xối xả mình tắm cực kỳ đã luôn ha. Đó. Rồi, cái mắng khăn ở đây á em tới chọn cho chị mình luôn nè. Cái mắng khăn này mình phải là gắt bắt cân khô nè, bắt quần áo nè, còn thích mình xài không thích mình đẩy lên gọn lên cho em tới chính đi tường luôn. Ở đây gọn tới có móc mình treo đồ đầy đủ hết trơn anh chị ha. Đó, mình thích thì mình kéo xuống mình xả ra để mình mắng đồ, mắng khăn nè, khăn khô ở đây ha. Đó là kỳ nóc 34 hết nè. Rồi, còn về cái phụ kiện á thì em tới sẽ có luôn cho mình á là một cái kệ góc 2 tầng như này. Đó, mà đặt ở trong góc mình ha. Cái nóc 34 chuẩn 34 luôn chị. Đó, mà đặt vào trong góc mình mà để xà bông rồi hết à. Xà bông sữa tắm rồi đó, mà để linh tinh trên linh ta cho nên được hết luôn nha. Đó, đầy đủ luôn. Rồi. Bồn cầu anh chị thích sạch thì sạch, không thích sạch thì mình lấy cho em tới cái để cái cuộn giấy để vệ sinh nè. Ở mình treo cạnh cái bồn cầu của mình. Đó, mình để giấy vệ sinh như đây. Nó rất là tiện lợi luôn ha. Đó. Để cuộn giấy vệ sinh đây, rất tiện lợi luôn. Đó. Rồi. Nguyên một bộ nhà tắm mà đầy đủ như vậy anh chị là chỉ nó chỉ có giá là 6.900.000 đồng thôi. Là với cái giá này thì em tới cam kết cho cô chú anh chị mình á là mình sẽ có là đầy đủ hết phụ kiện để mà về nhà, chứ việc là mình về mình lắp đặt thôi anh chị. Đó, bồn cầu là xả sấy siêu mạnh cho mình luôn nha. Thôi, em tới mời anh chị mình á là mình cùng điểm qua lại hết những cái món mà em tới vừa giới thiệu cho anh chị mình nha. Một là cái bồn cầu cho mình ha. À, có ron su chống mùi, nắp đóng im giảm chắn nè, có dây sợi inox nè, có van tê chi nước nè. Thứ hai là bộ bằng đá lau mô 2 tầng tràn viền, mặt trên và mặt dưới. Ở đây là cái bộ màu đen ha, anh chị mình thích thì có thể đổi sang cái bộ màu xám hoặc là cái bộ màu trắng cho em tới đều được hết nha anh chị. Vòi nước rửa mặt là nóng lạnh cho mình hết nè. Đó, bộ xả đầy đủ. Rồi, vắt khăn, thích mình gấp lên không thích mình kéo xuống để mình xài. Thứ ba là cây sen, cây sen tắm cho mình ha.
cây xanh tắm đầy đủ. Đó, kệ gốc 2 tầng mình đi đầu nè, hộp nhà giấy vệ sinh đó, chọn bộ tắm này 10 món chỉ có giá là 6.900.000 đồng thôi. Và đó là nguyên một combo luôn, hay chất lượng như vậy mà giá nó chỉ là 6.900.000 đồng thôi, và tối ưu chi phí và chất lượng cho cô chú anh chị mình. Thì cho nên là cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm đến bộ sản phẩm này thì cô chú anh chị mình cứ gọi cái hotline cho em tới là 0937 844 450 đó. Và những cái món này thì cô tới cam kết cho cô chú anh chị mình, chúng ta chỉ việc mua về và chúng ta lắp đặt thôi, là không có phát sinh chi phí gì hết anh chị ha, không phát sinh chi phí là về phụ kiện gì hết nha. Đó, về nhà ốc vít là mình đầy đủ hết, mình mua về nhà chỉ việc là mình lắp đặt, mình treo tường thôi. Muốn thì gọi ngay hotline cho em tới nha,